Đây là cái cảng cảng An Thới nha. Có từ cano là cano đi, cano này đi Hòn Thơm nè, cano tour bốn đảo rồi đó. Gió quá trời gió luôn, con sóng lớn quá, muốn đi Hà Tiên cũng không dám đi đâu. Bịt mặt. Đây là cái đò, chiếc đò Hòn Thơm vô, Hòn Thơm vô. Hòn Thơm nha, Hòn Thơm vô rồi anh thấy. Đi tàu khách mà. Nghe chở ông đa đồ ra. Bấm vậy luôn đi, à. Lên xe đi luôn. Không, đợi chút em muốn bấm hết. Bây giờ lên xe đi luôn vậy. Bây giờ cái là anh bấm lại cái. Rồi bây giờ trên con đường ở xuống Bãi Kem đó. Ha. Gió quá gió à. Rất là đẹp. Vô rất là đẹp nha, vô ngay cái cổng bốn con chó đó. À, chạy thẳng ngoài xuống Bãi Kem nè, cái này đầu tiên mình đi đó, không đi thử cho biết, nhưng mà mình chưa có bao giờ mình đi chứ, giờ mình đi lần đầu tiên à. Xuống tới dưới coi coi sao. Xe vô không đi, con thằng đứng gác. Cho vô, vô ở dưới đi vòng rồi chú. Để bộ ra hả? Cái đi xe hả? À, thôi đi bộ ra quay luôn. À, để đây. Ok. Bố giờ phải không? Bố chưa? Ờ, bố, chưa bố còn quay.